Hi, chào tất cả các cô chú các anh chị đang tìm đến cây giống siro. Thì để thị phạm rõ hơn cho các cô chú các anh chị, đó là cây giống siro 50 ngàn thì chúng ta có được cái cây cỡ như thế nào. Tại đây Hiếu Nguyễn hôm nay giới thiệu tận mắt đến quý vị và các cô bác luôn. Đây, với mỗi một cây giống 50 ngàn, cô chú sẽ có một cái cây nó cao như thế này. Nó hơn 4 tấc à các cô chú các anh chị, nhiều cây nó còn to hơn nữa. Thì với mỗi một cái cây giống như thế này đó, thì chỉ cần thời gian sinh trưởng khoảng 6 tháng thôi thì nó đã có trái rồi. Và cô chú các anh chị có thể là trồng trong chậu kiểng để vui chơi ở nhà, hoặc là chúng ta làm vườn thì có thể ra đất và chúng ta sẽ thấy cái cây nó phát triển ra được cái thành quả như thế này. Trái rất là nhiều, trái chạm đất luôn nha các cô chú. Thì nhiều cô chú các anh chị chúng ta nhiều khi đi đâu đó tham quan và thấy được ủa cái cây nào nó trái đỏ tươi đẹp như thế này thì đó chính là cây siro á các cô chú ạ. Và cô chú nào nếu đã quan tâm và yêu thích muốn trồng cái loại cây này thì cô chú liên hệ với số 0914 935 946 để được Hiếu cung cấp tận nhà cây giống như thế này. Cảm ơn cô chú các anh chị đã quan tâm theo dõi và nhớ gọi điện về 0914 935 946 nhé. Đây là trái siro nè các cô chú các anh chị. Đấy, cái trái nó là thể hiện luôn cái giai đoạn từ lúc mà nó còn sống tới lúc chín luôn. Rồi lúc còn sống thì nó đỏ tươi, nhưng mà khi chín thì nó sẽ tím đậm lại, tím hơi đen đen vậy đó. Và cái cây này là Hiếu Nguyễn giới thiệu quý cô chú các anh chị, đây là đặc trưng và đây là một thí dụ rất là điển hình cho cái việc cây nó chịu quả đến nỗi mà ngã cây luôn, chịu cành đấy. Này, cây này là một trong những cây nó trái rất là nhiều mà nó quằn xuống như thế này luôn, tớ mé mương luôn à. Cô chú các anh chị nào mà yêu thích cây siro này á, thì điện về số điện thoại 0914 935 946 sẽ được Hiếu Nguyễn cung cấp cây siro giao hàng tận nhà với chỉ 50 ngàn một cây. 0914 935 946 nha các cô chú các anh chị nhé. Và trái cây này để làm gì thì chúng ta hãy nghiên cứu thêm, thì đó là làm nước uống nè, làm mứt nè, ngâm rượu nè, vân vân, ngâm rượu ở cái nhánh này thì quá trời trái chín luôn, quá nhiều tha hồ mà bẻ. Trái này mình định đem về làm siro với lại là hoa quả dầm, siro dầm để làm cái ví dụ cho quý vị cô chú các bạn chúng ta xem. Ok,